Trong thời gian từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 12 tới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức tuần phim chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tuần phim sẽ được thực hiện trong phạm vi cả nước. Một số phim được chọn chiếu trong tuần phim gồm Thạch Thảo của Galaxy Việt Nam sản xuất, phim tài liệu Cha tôi và đồng đội và Kẻ thù của tôi, bạn của tôi, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương sản xuất, phim hoạt hình Chiến binh mèo mũi đỏ, công ty cổ phần hãng phim hoạt hình Việt Nam sản xuất. Các tác phẩm điện ảnh trình chiếu trong tuần phim đều hướng tới đề tài trung tâm là chiến tranh cách mạng và hậu chiến. Hình tượng người lính quân đội nhân dân Việt Nam được khắc họa rõ nét, đẹp và sống động trong cả thời chiến và thời bình, với phẩm chất người lính Cụ Hồ luôn ngời sáng. Người dân có thể đến xem miễn phí tại các trung tâm chiếu bóng, văn hóa điện ảnh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.